Ngày 3 tháng 11, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, chính trị viên đội K72, đơn vị chuyên trách quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, cho hay trong quá trình thi công dự án đô thị Diamond City tại khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Thành Phương đã phát hiện tăng võng bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ. Vị trí phát hiện gần sân bay quân sự Lộc Ninh và gần bia tưởng niệm của ba liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1943, nhập ngũ tháng 3 năm 1967, quê quán Vĩnh Phú, liệt sĩ Lê Đình Mười, sinh năm 1951, nhập ngũ tháng 8 năm 1969, quê quán Hưng Yên, và liệt sĩ Vũ Thế Kỷ, sinh năm 1951, nhập ngũ năm 1970, quê quán Nam Định. Theo thông tin từ các nhân chứng, ba liệt sĩ trên đều hy sinh ngày 2 tháng 2 năm 1973, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Tý, do bị nổ mìn. Tại vị trí này đầu tháng 5 năm 2021, đội K72 phối hợp với địa phương và các nhân chứng đã khảo sát, tìm kiếm hài cốt ba liệt sĩ trong phạm vi hơn 2 hectare nhưng chưa tìm thấy. Ngay sau khi nhận tin báo, ngày 2 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã điều đội K72 tiến hành xác định thông tin và tìm kiếm quy tập. Sau khi kiểm tra ban đầu, đội K72 đã kết luận đây đúng là mộ liệt sĩ. Tiếp tục mở rộng, đội K72 phát hiện thêm 2 mộ liệt sĩ. Cả 3 bộ hài cốt liệt sĩ đều được bó vào tăng võng và cột bằng dây dù, vị trí cách đường đất đỏ lô cao su khoảng 20m, độ sâu 0,8 đến 1m, cách đường lộ vào xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh khoảng 300m, mỗi mộ cách nhau 1m. Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh nói, qua gần 50 năm, xương của các liệt sĩ đã bị phân hủy nhiều, chỉ còn một số đoạn xương ống, xương đầu, không tìm thấy di vật để khẳng định tên của từng liệt sĩ. Qua đối chiếu với thông tin về liệt sĩ hy sinh tại vị trí này với thông tin các nhân chứng mô tả và thực tế mộ liệt sĩ quy tập được, có thể khẳng định đây chính là ba liệt sĩ Mười, Thế, Kỷ mà địa phương, đội K72, đồng đội và thân nhân các liệt sĩ đã tìm kiếm trong nhiều năm qua. Hiện đồng đội trực tiếp chôn cất ba liệt sĩ trên có người còn, người đã mất nên việc xác định danh tính liệt sĩ gặp nhiều trở ngại. Đội K72 đã liên hệ với thân nhân ba liệt sĩ trên để có phương án đề nghị cơ quan chức năng xác định danh tính của từng liệt sĩ. Trải qua các giai đoạn, tính đến nay đã có hơn 10.200 hài cốt liệt sĩ được quy tập về các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó gồm hài cốt cất bốc trong nước và trên đất bạn Campuchia. Ngoài những hài cốt có đủ tên tuổi, hài cốt bàn giao cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và địa phương, vẫn còn nhiều hài cốt chưa xác định được danh tính.